Hello cả nhà nha. Hôm nay là thời tiết của mình là nắng nóng đỉnh điểm là 43 độ luôn. Cho nên là mình nảy sinh một ý định. Mình sẽ chiên trứng giữa cái thời tiết nắng nóng này thử xem coi nó cái trứng này nó có chín hay là không. Thì mời các bạn cùng theo dõi thử với mình nha. Thì bây giờ là mình sẽ đi lấy chảo. Mình đem ra ngoài sân. Mình phơi nắng. Mình phơi chắc khoảng 10 phút, 15 phút vậy thôi các bạn. Vì cái thời tiết nóng quá cho nên là mình không thể nào ngồi đây mình chờ đâu. Thì bây giờ mình đem cái chảo mình để trước cửa nhà mình thôi. Rồi mình sẽ chạy vô nhà rồi khoảng 15 phút sau mình sẽ đi ra kiểm tra. À, mình không quên mình sẽ cho vào đây một tí xíu dầu ăn ha các bạn. À, để cho mình làm giống như là mình đang chiên trứng luôn. Rồi thôi, mình phải chạy vô nhà mình trốn nắng thôi. Khoảng 10-15 phút sau mình quay ra. Chào cả nhà, sau 15 phút mình quay ra nè. Thì mình đập cái trứng vào đây, vô cái chảo. Thì không có, nếu mà ai làm quay phim sẽ có một lần giống như mình. Lo đập trứng rồi lo nói chuyện một mình nên mà cái điện thoại không có bật camera lên quay. Nói chuyện cho đã xong rồi mới nhớ là không có quay. Cho nên mất cái đoạn đó rồi. Mình chỉ quay là mình đã mới vừa đập xong đó nha các bạn. Vì cái thời tiết nắng nóng này thì mình không có thể nào mình ngồi mình chờ cho trứng chuyển sang chín được. Bây giờ mình sẽ chạy vào nhà. Và khoảng 5 hoặc 10 phút sau mình sẽ đi ra kiểm tra lại nha các bạn. Wow, sau 15 phút mình bước ra nè các bạn. Chùm trắng nó bắt đầu nó chuyển sang màu đục rồi nè. Đó, nhưng mà nó vẫn còn một ít thôi. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại cho nó hầm hơi để nó nhanh chín hơn nha. Sau 5 phút phơi ngoài nắng, bây giờ mình sẽ đi ra. Mình kiểm tra coi cái trứng của mình chín chưa. Hôm nay sẽ có món trứng gà ốp la. Wow, rồi, đúng kiểu trứng gà ốp la luôn cả nhà ơi. Chiên trứng giữa thời tiết nắng nóng 43 độ thật luôn nha cả nhà. Video này mình quay không có khéo lắm. Nhưng mà thật sự nó thể hiện cái thời tiết nắng nóng ở nơi mình đang ở. Chia sẻ cho các bạn.